Vâng, xin chào các bác đã trở lại với kênh của Dũng Chảo. Hôm nay theo yêu cầu một số các bác thì em sẽ làm cái video để giới thiệu về cái con mic đa năng. Đây thì em cũng có sẵn các cái mẫu. Con này là VK108 này. Con này là VK003 này. Em cũng đã chuẩn bị sẵn, mở hộp sẵn một cái còn VK003 này. Đấy. Full hộp của nó thì bao gồm có hai tai mic, một cái đầu thu. Đầu thu trong này thì nó sẽ có pin, để pin này nó là pin sạc. Nên là cắm sẵn vào đây thôi. Pin này là pin thông thường thôi, mình dùng cho mic. Cái đầu này là đầu thu từ 6 ly, từ jack 6 ly ra. Chống lăn này, dây sạc này. Để nhanh gọn thì em sẽ cắm sẵn vào đây thôi. Cái này đa năng thì mình có thể dùng cho loa kéo, dùng cắm vào âm ly hoặc là cắm vào các cái con vang trong bộ dàn âm thanh. Đây sẽ cắm thử vào cái loa kéo này. Cắm sẵn vào cái loa, cắm thử vào cái loa kéo để các bác cùng. Đây là cái công tắc tắt mở của nó này. Mình sẽ alo thử để các bác cùng nghe cái chất của cái con mic này. Pin em rồi, nắp pin sẵn vào đây rồi. Giá rẻ nhưng mà nó rất là tiện dụng các bạn. Alo, 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 1 2 5 6 7 9 10. Alo, alo, 1 2 2 5 6 7 9 10. Alo, alo, 1 2 2 5 6 7. Tiếng cũng rất là nhẹ các bạn. Alo, 1 2 5 6 7. Giá rẻ nhưng mà lại rất là tiện dụng. Chất thì cũng nghe cũng rất là hay. Không kém gì những bộ mic xịn sò đầu thu khác. Alo, 1 2 5 6 7. Đây em vừa cắm vào loa kéo thì em sẽ cắm thử sang cái bộ dàn qua một con vang. Đây, em sẽ cắm vào cái vang này. Bộ dàn của bọn em sẽ sẵn hết rồi. Em sẽ cắm vào cái con vang này để thử cái tiếng âm. Đây. Âm ly cũng như vậy, các bác có những cái lỗ để cắm mic dây hoặc là bộ không dây khác, chúng ta cũng sẽ cắm vào những cái rắc sẵn của đầu mic này. Bật lên đèn, có đèn báo này. Em sẽ bật lên để alo thử các bác cùng nghe một chút. Alo, alo. Alo, 1 2. Một, hai, năm, sáu, bảy, chín, mười. Alo, alo, 1 2 5 6 7. 1 2 2 5 6. 2 5 6 7 9 10. Đấy, em vừa test thử, vừa cắm cả vào bộ dàn âm thanh, cắm cả vào loa kéo để test thử các bác cùng nghe cái tiếng âm, chất âm của nó. Nhất là giá thành thì rất là rẻ nhưng mà nó rất là tiện dụng, mình có thể sử dụng cho nhiều nhu cầu khác nhau. Sử dụng thay thế cho loa kéo, sử dụng cho âm ly, có thể cắm vào các con âm ly này. Đấy, hoặc là cái bộ dàn âm thanh cắm vào con vang mà em vừa cắm ở bên kia. Đấy,
bọn em có sẵn các cái mẫu này, các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc là inbox cho bọn em. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ạ.